để anh viết nên câu ca và dốt nói thiên đường. Nhẹ 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 nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi âm, dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Hi, yo, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh G có tủ tốc chiến. Ngày hôm nay thì thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ làm clip về vị tướng Mid Fortune đưa đến cho mọi người bộ kỹ năng của vị tướng này. Quả thật rất là nhiều các bạn kiểu gì cũng thắc mắc bởi vì sao mình không có review về bộ trang phục Mid Fortune. Thì mình cũng muốn trải lòng. Dạo gần đây mình cảm thấy rất là buồn bởi vì là nội dung trên kênh YouTube của mình đã là review về bộ trang phục đầu tư để có thể nạp tiền sở hữu những bộ trang phục review cho người cũng khá là tốn kém. Nhưng mà ít lười xem quá, chả mấy người xem, và đặc biệt kể cả các bạn có xem các bạn cũng không ấn nút like gì cho mình cả. Đấy, các bạn chỉ cần ấn vào nút like vì đấy là miễn phí. Nút like của các bạn để có thể tạo động lực giúp mình có thể là đưa đến cho mọi người những cái bộ trang phục mới, cố gắng đầu tư để review cho mọi người, phục vụ các bạn thôi. Nhưng mà các bạn không like cho mình cảm thấy rất là buồn. Vậy nên là nếu mà clip này được các bạn like nhiều thì mình sẽ tiếp tục review về bộ trang phục Mid Fortune và những clip lần sau nha. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này. Ok, bay vào bạn ơi. Hãy qua Linh xin ơi, vào. Đúng rồi, lần này bạn vào hơi sâu nha. Chơi sâu thì đau, chơi sâu thì chết. Úi úi, chết rồi, bị Ari thì bạn nó dí như thế này. Lulu có về được không? Chứ quả thật bây giờ thì mình cũng chả làm ăn được cái gì cả. Khi mà kể cả mình, cả Lulu cũng yếu máu. Nhưng may mắn thay là support thì mình về thành công. Còn bản thân mình thì không về đâu. Khi mà Ari thì bạn này. Đó. Nhưng mà không chết được nó kìa. Nó còn xíu máu mà thôi. Mình đang kiểu bị tiếc cái đàn lính này các bạn ạ. Thế nên là mình sẽ cố gắng farm đá. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta về thì phí lính lắm. Thừa 1.800 vàng rồi. Hết sạch mana rồi ấy. Thôi chắc có lẽ là mình cần về đây. Ô, được cái. Bây giờ mà về phí lính. Thôi, farm nốt. Farm nốt đúng này, hứa là farm nốt đúng này là mình về. Ok, về bây giờ là 2.000 vàng mua được đồ rồi. Mình sẽ giới thiệu qua về từng thành viên một của team mình cũng như là team bạn. Hiện tại team mình đang có Bình, đó là Mid Fortune. Đang có Twitter Face, Thần Bài. Đang có Mundo, Giám Đốc. Đang có Lulu và có Lee Sin, Quần Thái. Còn đội hình team bạn thì có Luck, có Ari, có The Hin, có Sivana, Lửa Đen và có Kennen nha. Đây là đội hình của hai team. Tính ra thì team bạn combat cũng rất là đẹp. Nhưng mà team mình có khả năng bắt lẻ được tốt hơn. Mỗi đội hình nó đều đem về một lợi thế riêng. Bây giờ mình với Lulu sẽ cần phải đánh một cách kiểm soát bằng cách là cấu diệt. Có kỹ năng là cấu diệt đau chưa? Bắn cái chưa một vào thi hin một cái là thốn đến tận rốn các bạn ạ. Thốn. Ui ôi, mở luôn cả sân khấu tử thần à. Gắt ghê. Ây à, cứu. Nhưng mà nó dựng chiêu cuối chắc là chỉ để dọa thôi. Còn bây giờ ấy, nhìn mình trả đũa đây. Mình có chiêu cuối ở đây rồi. Nào chiêu cuối, một bè lên bàn điểm số. Được Lulu bút chiêu cứu to á bạn các bạn ạ. Tiếp tục là ui dồi ôi, không giết được luôn AD team bạn kìa. AD team bạn, AD team bạn chết, không có chết được. Một phát bắn tôi là nó chết rồi đấy. Nhưng mà có vẻ như là bây giờ nó lui về rồi, đang có Ari ganh nhá. Thế nên là mình sẽ cần đánh thấp một tí. May quá, có đồng đội mình tới. Đồng đội đâu rồi, cứu cánh coi. Đúng rồi, thân bài, hợp lý, thịt luôn. Cho mình xin mạng của Ari, ngon. Đây là mạng hỗ trợ mà thôi. Gặp ngay Kennen thì thôi, đúng là bốc hơi rồi. Lần này không chạy được luôn. Không hề chạy được. Giới thiệu qua về bộ kỹ năng của vị tướng Mid Fortune nha. Trước hết đến từ nội tại của vị tướng này có tên gọi là đáng yêu. Mid Fortune gây thêm sát thương vật lý khi mà tấn công lên một mục tiêu. Lên một mục tiêu mới thì vị tướng này sẽ gây thêm sát thương vật lý. Chiêu một của vị tướng này đó là bắn một được hai. Đúng với tên gọi của nó thì sau khi các bạn sử dụng chiêu thứ nhất, lập tức vị tướng Mid Fortune sẽ bắn một viên đạn nhảy xuyên qua một mục tiêu gây sát thương vật lý lên mỗi mục tiêu. Phát bắn thứ hai chắc chắn sẽ chí mạng. Ở đây thì để mà cấu diệt được tốt thì các bạn cùng quan sát nha. Nếu mà đối phương cứ nấp sau lính ấy thì mọi người tương cái viên đạn vào cái con lính, lập tức nó sẽ nảy ra đằng sau để có thể là gây sát thương lên tướng địch. Đấy, cứ tưởng là team địch núp sau lính mà ngon ăn à. Gặp Mid Fortune là cấu diệt đấy chưa, đau chưa. Và sau mình bắn vào được vào Mid vào Luck vào đấy. Nào, bây giờ hỗ trợ đồng đội ăn ngay cái con rồng thôi. Cái gì đấy giờ in? Cái gì đấy, các bạn hỗ trợ mình cái nào. Con này nó hổ báo quá. Thế này là không được. Ây da, nó dựng sân khấu tử thần.
không thể để mất dòng anh em ơi. Ngon. Uầy nhìn này, toàn yếu máu thôi, chưa một vào. Úi giời ơi đau. Mình làm được vạng còn lắc, mà vừa xong giờ Hin đứng sau lắc cũng bị dính viên đạn đấy luôn. Nào nào nào, có lẽ là chúng ta nên băng trụ để thịt nốt giờ Hin này. Ok, giờ Hin bị khắp các của bạn đấy bốc hơi rồi. Mình hết sạch mana, đánh vị tướng này tốn mana thật sự luôn. Chiêu thứ hai của vị tướng này đó là sải bước nha. Bước đều, bước một cách cực kỳ nhanh, di chuyển cực kỳ nhanh. Ôi thôi, em còn yếu máu lắm. Các anh cứ đánh đi, em đứng bên ngoài em cấu rỉa cho. Đấy, cấu rỉa cái là hỗ trợ được đồng đội rồi. Thôi, lấy xong trụ này mình cũng gần té đây. Khi mà không còn quá nhiều máu ở lại làm cái gì. Về nha. Các bạn cùng quan sát qua đôi chân nhanh thoăn thoắt của Miss Fortune chưa? Nó đem về một cái điểm lợi, đó là sau 5 giây không phải chịu sát thương thì Miss Fortune sẽ nhận thêm 60 tốc độ di chuyển. Trong 5 giây tiếp sau đó, chỉ số này được tăng lên đến 120. Cái chỉ số bao nhiêu người mơ ước, các bạn nhìn thấy không? Mình chạy cực kỳ nhanh. Chạy nhanh như thế này nó giúp cho vị tướng Miss Fortune có điểm lợi, đó là dễ dàng nhận được giải, tranh được cái giải đó là bát hương vàng. Chạy nhanh như thế này, chạy nhanh đến chết. Thế là mình xin được một vạng ngon ngay. Lắc ơi, lắc à, lắc đi được đâu, lắc chết nốt. Mình đầu tư tốc biến mà không ăn được lắc thì đúng là hơi phí phạm nha. Đấy, chạy nhanh như thế này giúp cho Miss Fortune dễ dàng nhận được cái giải bát hương vàng. Được tốt hơn, được nhanh hơn. Bây giờ mình bắn đau lắm rồi, kể cả giờ Hin đi bạn mất nửa cây này, không có chết được, phí thật sự. Chiêu cuối ấy, các bạn nhìn điểm lợi không? Nhưng mà từ từ, trước khi giới thiệu về chiêu cuối, mình sẽ giới thiệu về chiêu 3. Nào 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 ông ơi, ô bán nó vừa Twitter phết ơi. Đây bật cho không trượt phân nào. Bây giờ vấn đề chính là team mình cần phải ép trụ đây này. Nhưng mà rất là khó để ép được. À ngoài ra quên mất, đấy là nội tại của chiêu thứ 2 giúp cho Miss Fortune chạy nhanh thôi. Còn khi các bạn kích hoạt chiêu thứ 2 thì các bạn sẽ nhận được đầy đủ hiệu lực tăng tốc độ di chuyển của sải bước nha. Và tăng tốc độ đánh trong 4 giây. Đánh nhau thì các bạn kích hoạt chiêu 2 các bạn sẽ được tăng tốc độ đánh trong 4 giây. Đặc biệt hơn đó là cái nội tại đánh yêu nó sẽ giúp giảm hồi chiêu của chiêu thứ 2 sải bước này đi 2 giây nha. Đấy là về cụ thể bộ kỹ năng. Còn bây giờ thì xem bộ đỏ team bạn sao nào. Ôi dồi ôi, gặp ngay Sivana. Thôi, tha cho em cái các bạn ơi, cứu mời. Gặp Sivana là toang rồi. Đúng thật. Quả đấy là tiếng kêu thảm thiết. Trong đêm khuya vắng, ở một nơi lạnh lẽo. Nhưng mà quả thật mình kêu thảm thiết như vậy chả có ai hỗ trợ mình gì luôn. Chiêu thứ 3 của Vitamin Fortune là mưa đạn. Miss Fortune nó sẽ bắn ra một cái cơn mưa đạn nha. Theo vị trí mà các bạn đã lựa chọn, gây sát thương phép trong 2 giây và làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu khi mà đi vào cái vùng ảnh hưởng của mưa đạn. Đến chiêu cuối của vị tướng này đó là bão đạn. Chiêu cuối đây này, mình sẽ sử dụng cho mọi người chiêu cuối. Đây là bão đạn. Wow, được một bé, được hai bé luôn. Bão đạn đau dã man các bạn ạ. Cho mình xin triple kill từ. Ui giời, không tới tầm rồi. Đấy là bão đạn nha. Cái cơn bão này nó hết sức bình thường, nó vô cùng nhỏ bé. Nó chỉ lợi khi mà các bạn lao vào giao tranh tổng các bạn bắn. Nào nào, cho mình xin bùa xanh được không? Xin bùa xanh cái coi. Chắc là được cho ấy, bởi vì Lee Sin tiết là khu vực đường đường dưới cơ. Cụ thể cái chiêu cuối của vị tướng Miss Fortune, các bạn sẽ tạo ra một cái cơn bão đạn trong 3 giây. Và có 12 đợt đạn nha. Mỗi đợt đạn sẽ gây sát thương vật lý. Và đặc biệt là mỗi cái đợt bão đạn này sẽ có thể chí mạng gây 120% sát thương. Vô cùng đau. Giao tranh tổng các bạn dựng chiêu cuối là các bạn bắn thôi. Ăn nhanh cái con rồng này nha. Chứ không là team bạn ra. Ôi biết ngay mà team bạn lại ra rồi. Ui thử có 2 người luôn. Trước mắt là thịt Ari. Ui thế, nó lướt nhanh quá. Thôi thì có cả Sivana, chúng ta nên bỏ cái con rồng này thôi. Bỏ rồng. Thích thì đánh nhau, không thích thì đánh nhau. Dụ team bạn, đúng rồi, đây là combat góc hẹp, hợp lý ngay. Chơi nó. Từ từ em có tốc biến. Đấy, gặp Kennen phải tốc biến chạy đi rồi. Dựng chiêu cuối phát này thì ui hủy diệt thôi. Mình mất chiêu cuối nhanh, cái con rồng mất nết. Ây da. Ôi cái con rồng nó nhổ mình tí nữa thì chết rồi. Không để ý tôi, nó nhổ đau lắm. Quả thật là nếu mà kép được đối phương mà trong góc hẹp ấy, mình dựng chiêu cuối lên mình bắn thôi nó thốn cực kỳ. Nào có mình rồi, anh em sợ cái gì, có mình ở đây. Ơ đồng đội của mình đâu hết rồi, hỗ trợ mình cái, mình có lá chắn ở đây rồi, sợ gì đó.
Di ở như thế này, thế là giờ in. Ôi trời ơi, đúng là số của mình nó tốt quá các bạn ạ. Số hên quá. Cứ tưởng là chết anh à, vẫn sống nhăn răng. Vậy là mình cũng đã giới thiệu qua về bộ kỹ năng của Vitamin Photon rồi nha. Cuối game, Vitamin Photon là một vị tướng rất là mạnh trong giao tranh tổng. Vậy nên là các bạn chỉ cần chọn vị trí và chọn góc đẹp để có thể xả kỹ năng thôi. Cách combo của vị tướng này thì vô cùng đơn giản. Giao tranh các bạn đặt chiêu 3 ra, làm trận đối phương sử dụng chiêu 1 bắn thẳng vào, sau đó kích hoạt chiêu cuối từ xa. Sau khi kích hoạt chiêu cuối xong, các bạn kích hoạt chiêu 2 các bạn bắn tiếp. Đấy là về cái cách combo. Thật ra thì không phải lúc nào cũng phải combo như vậy đâu, tùy vào từng tình huống nhá. Chúng ta không nên ép buộc quá vào cách combo theo lý thuyết làm gì, bởi vì biết đâu được từng trường hợp một. Còn cấu gì ở vị tướng này thì các bạn cứ sử dụng chiêu 1 và chiêu 3 thôi. Cấu gì ạ? Đẩy xong lính lên cao rồi, tiếp tục mình sẽ di chuyển ra đường giữa hỗ trợ cho Lee Sin nhá. Trước tiên thì ra kích quạt chiêu 3 làm chậm một cái, kích quạt chiêu cuối thẳng vào, đau chưa? Nhưng mà mỗi tội lắc không chết thì thôi, dí luôn lắc. Ngán cái gì đâu, khổ báo. Ôi từ từ em có khăn giải thuật. Đồng đội mình tới rồi, xin một mạng của Zerhin. Bản thân mình có Hà Giáp Thiên Thần, thế nên bây giờ mình đánh được một cách khổ báo hơn. Ngày trước thì Giáp Thiên Thần chúng ta có thể lên được đầu game, nhưng bây giờ thì không nên lên đầu game nha. Bây giờ Giáp Thiên Thần nó đau, nó lắm vàng lắm các bạn ạ. Nó không được rẻ như ngày xưa. Thôi thì bây giờ tạm thời làm luôn cái con Baron kết thúc trận đấu thôi. Ăn nhanh Baron cái. Team bạn biết đấy, nhưng mà team bạn bất lực. Vừa sau nhìn thấy lắc bắn chiêu cuối ra là biết là team bạn biết là team mình ăn cái con Baron mà. Hơi đáng tiếc là bây giờ mình chưa hồi chiêu cuối, chưa kịp hồi mọi người ạ. Nào nào em tới đây. Ném chưa 3 ra một cái, đứng bên ngoài bắn chưa 1. Úi giời ơi, có một mạng càn quét ngay. Ken em làm gì đấy? Không có bắt mình nữa à? Buồn ghê. Từ từ, em có tốc biến ở đây rồi, Sivana chạy đâu? Tốc biến lên, Sivana chết. Kết thúc được trận đấu rồi ấy, khi mà team bạn mất 4 người, còn một mình giờ hin mà thôi. Giờ xả luôn cái chiêu cuối ra cho nó đẹp mắt cái nhỉ. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.